Hello, xin chào mọi người, mình là Khoai. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Khoai Tây Chiên của mình nhé. Đây cũng là cái vlog đầu tiên của mình, dự định khá là lâu rồi. Và mình quyết định là sẽ thử làm YouTuber xem như thế nào. Cũng xoay quanh những cái chủ đề rất là đơn giản thôi, đó là về cuộc sống. Chủ đề của mình ấy chủ yếu là cuộc sống, ăn uống và nấu ăn, văn hóa ẩm thực của các dân tộc của Việt Nam. Và đặc biệt đó là sẽ là khu vực Hà Giang của mình. Mình là một người con đến từ Hà Giang. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Đầu tiên là một cái video của mình. Mình cũng có dự định rất là lâu rồi. Và tiếp theo là hôm nay là có một cái dịp kỷ niệm rất là lớn. Đó là Việt Nam đang chào đón 10 năm. Sau 10 năm xem đá trận chung kết thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ ra sân kỳ này ở Hà Giang để xem ở đây không khí háo hức như thế nào nhé. Ok, let's go.
Mọi người thấy không khí của clip vừa rồi như thế nào? Thực sự là cực kỳ nóng luôn ạ. Hà Giang chỉ là một thành phố rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà hôm nay tất cả mọi con đường đều là tắc đường luôn. Chỗ nào cũng có áo đỏ má này, cờ đỏ sao vàng rồi phất phới các kiểu pháo sáng. Mà chưa bao giờ, nói chung là mình 26, 27 năm rồi đấy, là chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng nó tuyệt vời như vậy. Cực kỳ là hào hứng mà cảm giác nó linh thiêng lắm. Mà cũng không trách được, tại vì Việt Nam đã đợi cái trận chung kết này được tận 10 năm rồi. Rất là 10 năm, rất là lâu rồi. Rất là háo hức luôn á. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của mình. Vừa rồi là cái video của mình vừa mới làm xong. Nếu mà còn vướng mắc gì ấy, là clip nó chưa được ok lắm, thì mong mọi người sẽ có những cái lời nhận xét comment ở bên dưới ấy, cái clip này nhá, để mình sẽ lần sau sẽ ra được những cái sản phẩm ok hơn, chất lượng hơn để đưa đến tay mọi người. Và mong mọi người sẽ ấn like, subscribe và ấn theo dõi kênh của mình nhá, để lần sau mình sẽ ra nhiều video hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn mọi người lần sau.